tên của khách sạn là Westin Hotel Vero Quốc. Tới đó thì bạn nào sẽ quay review cho mọi người xem nha. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống nha. Hello, bây giờ hai đứa tụi này đang chuẩn bị check in vào nha. Check in vô cái hotel, tụi này sáng ăn sáng rồi đi vòng vòng chơi, nhưng bây giờ tới đây là đã trễ rồi. 4 giờ nó cho check in, bây giờ 6 giờ mấy. Check in xong rồi, bây giờ cái ông này sẽ hét, sẽ giúp hai đứa tụi này đem đồ lên phòng, rồi nghỉ ngơi, rồi tối chuẩn bị đi chơi tiếp. Đó, cái The Westin River Walk này là review ở online là 4 sao nha mọi người. Cảnh rất đẹp, cảnh đằng sau nè của khách sạn nè, nhìn đẹp thơ mộng lắm. Tối tối hay ban ngày gì là đi vòng vòng đi bộ chơi nè. Rồi bây giờ chuẩn bị là đi lên phòng. Cái khách sạn này có hình như là 14 tầng, còn có là 473 phòng. Đây là phòng của hai đứa đây. Nó có cái balcony để nhìn xuống dưới cái river walk rất là đẹp. Mặt này hai đứa bơ phờ hết rồi, tại đi suốt ngày, bây giờ mới nhận phòng. Tới đây cũng trễ rồi mà ráng cười chụp hình để cho mọi người xem cho đỡ chán. Rồi bây giờ cô bạn mình đang chuẩn bị bỏ đồ ra rồi treo quần áo lên. Sẽ ở lại đây mấy ngày? 4 ngày, 4 đêm, 5 ngày. Cái phòng này nhìn vậy thôi chứ nó cũng mắc lắm mọi người ơi. Nhưng mà mình sẽ không nói giá, tại vì cái khách sạn này là 4 sao, rồi ở ngay trung tâm nữa của cái River Walk. Trong khách sạn này là có phòng để cho mình tập thể dục, rồi có cái balcony, cái chỗ ngồi ở ngoài trời để cho mình ngồi ngắm cảnh, mình nhìn xuống, mình xem mọi người đi bộ. Đó, cái chỗ ở ngoài trời nè, có hai cái ghế với cái bàn nhỏ để cho mình ngồi, mình nhìn xuống phía dưới á. Nói chung nhìn sợ lắm, mình cũng không có dám ngồi mà nhìn mọi người ơi. Ở tầng thứ 8 lận, cho nên nhìn xuống nó sâu lắm đó, nhìn xuống cái sợ ghê hơn. Sợ độ cao, nhìn rất là đẹp luôn mọi người ơi, nhìn thích lắm. Cho nè, nhà cô bạn này ở đây 4 đêm 5 ngày. Cứ tối tối thì đi xuống cái river này đi bộ, rồi ngồi ở nhà ăn, rồi nghe người ta đẹp không? Có cái nhạc nữa, vui lắm. Tao nè, đi qua đây ở chơi được 9 ngày, ngày nào cô bạn cũng dẫn mình đi. Khách sạn này có hồ bơi luôn nè, hồ bơi cũng rộng lắm. Đó, cô bạn mình đang bơi, sáng nào cũng xuống ngắm cổ bơi trước khi mình đi ra ngoài chơi đó. Xuống ngắm thôi chứ tao nè, đi qua đây là mấy ngày lạnh không à, sáng bơi không có nổi. Đó nè, trong khách sạn nè, cái đường
Còn đâu giây phút yêu anh.